Hi, mến chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một cách phối ghép dùng con van số X5 làm ở trô và rì vật rời lên bàn mixer ha. Mà cách này mình cũng làm clip mình chia sẻ cho người anh em ha. Những người anh em nào chưa biết thì theo dõi để mà tìm hiểu thêm ha. Còn những người anh em nào biết rồi thì xem cho vui hoặc không xem cũng được ha, không sao hết ha. Bởi vì cái này mình cũng có gì mình chia sẻ cho người anh em, những người nào mà cùng đam mê, cùng sở thích và cùng tìm hiểu ha. Ok, thì đầu tiên là thiết bị này gồm có một con bàn mixer này không có effect ha, rồi một con van số X5 đấy, và tiếp theo nữa là cái phần mềm máy tính ha. Đấy, bây giờ mình nói cái cách sơ qua mình kết nối này. Đầu tiên là cái line micro mình cắm vô line số 1, em nói ví dụ vậy ha. Thì cái AVX Sen 1 này mình cắm vô đường đây. AVX Sen 1 là mình Sen nó vào con van số đây ha. Đây là AVX Sen 1 vào con van số này ha. Rồi bắt đầu output của cái con van số. Output của van số đây. Thì mình sẽ lấy hai cổng thôi ha. Cổng thứ nhất là cổng center này. Đây là cổng surround này ha. Cổng đây là cổng center này ha. Đây là cổng center này. Đó, mình sẽ lấy cổng center này. Mình chỉ cho nó ra auto thôi ha. Đấy, ở center đây. Cắm vô đường line đây ha. Đây, cắm vô đường line của bàn mixer đây ha. Đường line đây. Cắm đường line của bàn mixer đây ha. Đấy, cắm đường line đây. Line số 8 ha. Rồi, đường short rail. Short rail nha người anh em, short rail. Short rail SRSL. Thì em cắm demo một cộng thôi. Người anh em về cắm hai cộng rồi sọt rao RL mình cắm vô đường CT cho nó hay ha. Sọt rao bằng cái dây này ha, mình cắm vô đây. Đây. Mình cũng cắm đường line luôn. Thế làm xong cái phần cứng ha. Nghĩa là sen AVX sen của bàn mixer này, AVX sen bàn mixer này ha. Đây AVX sen 1 này ha, sen đi vào đường micro đây ha. Đấy. Rồi out center này, out sọt rao này. Đi vào hai đường line ha, hai đường line của bàn mixer này, line số 6, line số 7 này ha. Thế xong. Rồi cáp kết nối máy tính luôn ha. Bây giờ mình sẽ can thiệp vô phần mềm. Đây, phần mềm của van số X5 thì cũng bình thường thôi. Kết nối X5 lên ha. Đấy, khi kết nối thì nó sẽ báo PC equipment này ha. Đang kết nối này. Bắt đầu người anh em vô music mid. Mít thì chỉnh EQ. Rồi đầu mình vô cái đường center này. Thì center nó là như vậy. Center thì mình ốp nhạc luôn này. Ốp director chỉ cho ra ở đường auto thôi ha. Hãy revert ốp luôn ha. Đó. Rồi cái đường surround. Surround thì cũng ốp hết. Mình đưa ngược lại đường revert ra. Như vậy thì surround á là mình đưa revert ra ha. Còn center thì mình đưa auto ra. Đây center đây. Thì mình đưa cho ra đây à, vậy thôi. Còn cái effect thì mình căn chỉnh cái độ vang nhại, delay, tham số repeat, chở, nói chung vân vân. Mấy cái này thì đơn giản, anh em về thích chỉnh sao tùy ha. Cái này cũng đơn giản lắm, không có gì hết. Cái này mọi người có một cách chơi khác nhau, có một cách chỉnh khác nhau, không có anh nào giống anh nào hết đâu. Anh ý thì không thể nào mà giống anh chung được ha. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ mình đâu mình test này, thử nó có đúng tín hiệu như vậy không ha. Đầu tiên ta lên cái bàn mixer này ha. Đấy. Đầu tiên ta lên bàn mixer kiểm tra tiếng mọc này. Li 1 2 li. Đấy, là tiếng mọc ha. Bắt đầu này ta cắm đường AVX Sen 1 đúng không? Bây giờ ta vặn AVX Sen 1 lên. Đây AVX Sen 1 này. Bây giờ ta vặn AVX Sen 1 lên ha. Đây là nút Sen 1 này, theo một hàng này ha. Thì ta vặn cái nút AVX Sen tổng bên đây luôn ha. Đấy, AVX Sen 1 hàng này. Line nào ta cắm micro ta mới mở lên, còn line nhạc không cần nha. Line nhạc mở lên nó dầm khó chịu lắm. Đó, rồi ok. Bắt đầu ta đẩy cái fader này số 6 số 7 lên ha. Đẩy số 6 lên này ha. Ok, cả chưa ha. Lim. Đấy, cả chưa. Lim. Wow. Đây là có tiếng reverb rồi nha người anh em. Đấy, có tiếng reverb ở đây. Nên mình thử lại nè. Liên 1 2 2 2. Đấy, không có reverb này. Liên 1. Có reverb này. Liên 1 2. Đó,
cho nè ha, ở cho nè. Lên 1 2 có phải cho nè, không có cho nè. Lên lên cho nè. Lên 1 à, người anh em thấy không? Lên 1 khi ta vặn vé gain này nó bở tiếng ha, nó buộc ta vặn cái gain vừa phải ha. Lên 1 2 3 4 5 6 10 đấy, còn ở cho thì vào ha. Kết hợp lên 1 2 đấy, thì đơn giản như vậy. Khi ta chỉnh xong kiểm tra là anh phơ rồi không, thì ta lưu cấu hình lại ha, lưu lại bằng cách bấm vô bảng điều khiển này, bấm xuống bảng điều khiển hệ thống thì ta lưu đặt cái tên name này, name thì này, ta đặt cái tên gì đó ta đặt vào ha, đặt cái tên xong rồi ta bấm save, lưu bấm ok, xong rồi ta bấm record ra, thế xong. Đấy, thế là xong một cái cách ghép ha, anh em cứ như vậy mà ứng dụng ha. Link 1 2 6 10. Cái cách này có máy tính mình setup mấy đường output mới được nha, còn làm bằng tay thì nói thiệt mình chưa có làm nên là mình chưa có biết. Còn anh em nào có giỏi thì mò bằng tay cũng được ha, em thì quen làm máy tính. Em thì thích quay máy, em thích quay tay ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.